Cụ thể, một số loại rau quả có hàm lượng chất xơ nhiều khi nuốt vào sẽ đóng thành khối bã gây tắc ruột. Nếu không được điều trị hợp lý, người bệnh có nguy cơ thiếu máu ruột, rối loạn điện giải, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí tử vong. Mới đây, Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một bệnh nhân bị tắc ruột do ăn quá nhiều măng khiến hệ tiêu hóa không xử lý kịp. Các bác sĩ cũng cảnh báo người cao tuổi và trẻ em là hai đối tượng có nguy cơ cao bị tắc ruột. Thì nhai không kỹ thì những cái xơ nó quá nhiều đưa vào trong cái đường bao tử thì nó tiêu không hết, và kèm thêm nó gặp thêm cái chất chát là chất tannin thì nó sẽ đóng lại, nó quện lại thành một cái cục. Và cái khối đó nó sẽ được, nó không, hầu như không có tắc ở bao tử, tự vì bao tử nó bự, nhưng nó sẽ đi xuống tới ruột và nó sẽ tắc ở cái khu ruột. Quý khán giả cần hạn chế ăn một số loại rau trái nhiều chất xơ và chất chát như hồng giòn hoặc tần ô, vì chúng là nguyên nhân chính dẫn đến quá trình tạo bã. Ngoài ra, không nên uống nước chè đậm ngay sau khi ăn trái cây giàu xơ, bởi chất tannin có trong nước chè kết hợp với lượng xơ trong rau củ quả sẽ dẫn đến quá trình kết tủa bã đường ruột.